Các bạn đang nghe truyện đều trùng sinh rồi còn yêu đương cái gì nữa a à, trên kênh TV Audio CV. Chương 126, qua đây đi, hai. Giang cần đọc xong tin nhắn quy quy Phùng Nam Thư gửi, sau đó đứng dậy đi đến ký túc xã nữ. Tiếu phú bà đã đợi dưới lầu từ sớm, cô thay một chiếc quần màu trắng, cổ áo có thêu một con bướm đen, dáng vẻ tràn ngập thanh xuân, đôi mắt cực kỳ linh động. Con mèo biết lộn nhào ra sau đâu, chạy rồi cô nàng tìm xung quanh như thật, ánh mắt ngập tràn vẻ vô tội. Giang cần nhếch môi, trong lòng thầm nghĩ cô muốn đi chơi thì nói thẳng, việc gì mà đổ cho con mèo, mèo treo ai gẹo ai, ừ. Mèo. Nuôi một chú mèo ở phòng 208 có lẽ sẽ tăng cường sự đoàn kết trong toàn đội, hơn nữa có thể giảm bớt sự nhàm chán, khô khan trong công việc. Giang cần ấn ấn huyệt thái dương, trong lòng nghĩ bộ não làm việc dường như rất được đấy chứ. Trên đường đến căn tin của ký túc xá nữ, Phùng Nam Thư chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng bước đi, khoan thai mà hoạt bát bước về phía trước, trong đôi con ngươi xinh đẹp phản chiếu màu sắc của hoàng hôn. Nhưng khi đến cửa căn tin, cô bước chậm lại, sau đó lẳng lặng quay đầu nhìn Giang Đông, chờ hắn bước theo kịp mới tiếp tục đi vào. Căn tin buổi tối rất đông người, dường như cả ký túc xá đều kéo đến đây, hai người một trước một sau bước vào, Kết quả vừa vào đã thấy Cao Văn Tuệ đang ngồi ngay trung tâm khóc thét vì bữa cơm. Cao Văn Tuệ, dịch chuyển tức thời luyện tốt đấy, vừa nãy còn nhắn tin ở ký túc xá, bây giờ đang ngồi ăn cơm ở đây rồi, Phùng Nam thư nghiêm túc gật đầu có những lúc Văn Tuệ đi nhanh như bay ý, Cao Văn Tuệ chả hiểu bọn họ đang nói cái gì cả, đưa tay đẩy đĩa thức ăn đến, mấy cậu đoán xem hôm nay tôi gọi món gì? Trứng cút hầm khoai tây. Phùng Nam thư dùng thanh âm êm dịu nói, mình gọi thịt kho tàu cơ, kết quả bác gái lỡ rung tay một cái, thế là chỉ còn sót lại cái này. Cậu nói xem rung dữ như thế sao không đi bệnh viên khám đi nhỉ? Còn đến làm việc làm chi? Cao Văn Tuệ mặt đầy oán trách nói. Giang cần cười tăng ít thịt đi cũng được, cậu xem eo của cậu đi, còn thô hơn eo của tôi. Hừ, biết là cậu không nói được lời hay mà, tôi ăn xong rồi, không ngồi đây làm bóng đèn cho các cậu đâu. Cao Văn Tuệ cầm đĩa đứng dậy, dứt khoát nhường chỗ cho hai người. Phùng Nam Thư mù mà mù mờ hỏi bóng đèn là gì, là một loại vật dụng dùng để chiếu sáng, Berlin, Berlin. Giang Cần trả lời bằng một đáp án chuẩn chỉ. Tiểu phú bà cảm thấy Giang Cần đang lừa người, nhưng cô không có chứng cứ. Hồi lâu sau, hai người lấy xong cơm quay lại, lấy một phần thịt heo hầm dưa chưa, một phần mì nầm bò dầu mỡ. Phúng Nam Thư ăn thịt hầm dưa mà cô nàng chọn, thi thoảng còn liếc mắt nhìn mấy miếng thịt bò trong bát mì của Giang Cần, cuối cùng không nhịn được rớt nước miếng, ánh mắt cực kỳ dễ thương. Giang Cần lấy đũa gấp một miếng nằm bò đưa sang, vốn định đặt vào trong thìa của cô, nhưng lại đối diện với cách môi hồng nhuận ngoan ngoãn chờ sẵn kia, hoàn toàn đang chờ hắn đút cho. Thế là Giang Cần đặt miếng thịt vào trong miệng cho cô nàng, tiếp đó liền thấy đôi mắt của cô nàng bỗng sáng chói, giống như những vì sao lấp la lấp lánh. Ăn ngon không? Phùng Nam Thư gật đầu. Giang cần ăn một miếng mì mau ăn đi, ăn xong mình đưa cậu đi hồ vọng nguyệt ngắm cá chết. Phùng Nam Thư sợ hãi, đôi chân dưới bàn không ngừng lùi về phía sau, không được, Giang cần, hôm nay mình chưa tắm. Phùng Nam Thư, tôi cảnh cáo cô, làm ơi xem tôi như người đoan chính dùng, Giang cần, thế nào là người đoan chính, người đoan chính là người nói ngắm cá chết là chỉ ngắm cá chết thôi, không làm cái gì khác. Dưới ánh hoàng hôn, mặt hồ trong veo. Giang Cần vừa ngồi xuống hòn đá, liền nhận được điện thoại Tô Nại gọi tới, cô nói hệ thống vốt phiếu cập nhật lên trang web được rồi, tuy xếp hạng tức thời vẫn còn chút bất, nhưng vấn đề không lớn, có thể như lúc trước xây dựng trang, dùng trước sửa sau. gian Cần gật gù nghe đối phương báo cáo, đột nhiên nghe thấy một tiếng, hừ ừ, của Phùng Nam Thư. Sau đó chưa cần nói đã hiểu, hắn giảm nhẹ lực tay, đổi nhón tay thành nắm tay, xoa xoa lòng bàn tay, liền cảm thấy ấm áp mềm mại. Ông chủ sao anh không nói gì thế? Tiếng tô nại từ đầu dây bên kia truyền đến. Giang cần lấy lại tinh thần gồ, cô liên hệ với Lô Tuyết Mai đi, hỏi cô ấy đã thiết kế xong banner giao diện chính chưa? Ô cờ! Tô nại đáp một tiếng trong trẻo. Đúng rồi, cô với Ngụy Lan Lan đi xác nhận xem, ở trường dạy lái xe hình như sẵn sàng thuê quảng cáo cho hoạt động này. Cô bảo với họ phải phối hợp hài hòa, phí thuê quảng cáo phải cao, đừng để cái nghèo hạn chế trí tưởng tượng cao quá họ không trả thì làm sao không trả giá ấy thì thôi đi tìm đối tác khác là được nhưng phí thuê quảng cáo nhất định không thể thấp được nếu không phí quảng cáo sau này sẽ không lên giá được nữa người ta nói phí quảng cáo lấy ít như này nếu quảng cáo không hiệu quả thì sao cô cũng dám đòi nhiều tiền như vậy điều này rất dễ tạo thành tâm lý chống đối nhưng nếu không lấy phí thuê quảng cáo cao phí thuê quảng cáo thấp vậy thì sẽ khiến người ta nghĩ rằng mình nhặt được một món hời rồi, giá trị của con người không phải do người khác cho, mà do tự mình tạo nên. Còn có thể như thế nữa hả? Tôi biết rồi ông chủ. Với sự diễn giải quanh co lòng vòng của Giang Cần, Tô Nại nhất định đã hiểu, sau đó cúp máy đi tìm người chứng thực. Lúc này Phùng Nam Thư nghi người ngồi xuống, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn mặt hồ, cảm thấy chân mình ngứa ngáy, thi thoảng lại hừ hừ hai tiếng. Chân vẫn còn đau sao?" Giang Cần đột nhiên hỏi. Phùng Nam Thư ngốc một lúc, mình đâu có nói là chân mình đau. "Nói bậy, nếu chân cậu không đau, sao tôi lại xoa chân cho cậu?" Giang Cần bày ra dáng vẻ chính nhân quân tử nói. Phùng Nam Thư quay đầu nhìn giày của mình, "Giang Cần, giày của mình là do cậu cởi, biết tất cũng vậy, mình không dành với cậu được." Còn lâu tôi mới làm chuyện như này, nhất định là cậu nhân lúc tôi nghe điện thoại tự cởi giày và tất của mình đưa vào tay tôi cậu có biết ở nước ngoài có một cuộc thí nghiệm người nghe điện thoại sẽ không để ý người khác đưa gì vào tay mình phùng nam thư ánh mắt ngây ngốc suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định không nói gì nữa yên lặng hưởng thụ xoa bóp đôi mắt trong veo giang cần tiếp tục xoa bóp trong đầu vẫn đang nghĩ về chuyện thuê quảng cáo diễn đàn thời kỳ đầu có lượng tương tác ổn định nhưng vẫn chưa biết được tỷ suất sau khi chuyển đổi sẽ ra sao trong tình huống này trường dạy lái xe kia nhất định sẽ không sẵn sàng chi một khoản tiền quá lớn cho việc thuê quảng cáo chung quy trong tình huống này vẫn chưa rõ điều gì cả e rằng khoản phí này một đi không trở lại cũng có nghĩa là chuyến này ngụy lan lan và đàm thanh đi nhất định không thuận lợi nhưng hết cách rồi trần nhà thì phải xây ở trên cao thôi sau này làm chuyện mới dễ dàng hơn nữa cuộc thi miss vườn trường một trường chỉ có thể tổ chức một lần nếu mỗi học kỳ cậu đều chọn ra một hoa khôi, thế thì giá trị cuộc thi sẽ bị giảm sút. Cho nên, đây là cơ hội duy nhất, nhất định phải chừa đường lui cho mai sau. Nhưng vấn đề quan trọng bây giờ là trường dạy lái xe kia có thể chấp nhận hạng mức cao nhất là bao nhiêu. Trường dạy lái xe kia báo giá là 3.200, thông qua một hồi tính toán, Giang cần cảm thấy hạng mức cao nhất nên trong khoảng 60.000 tệ. Vượt quá giá 60.000 tệ, Trường dạy lái xe chắc chắn sẽ bỏ qua cơ hội thuê quảng cáo lần này. Nhưng Giang Cần vẫn chưa hài lòng, cảm thấy có thể đẩy giá cao hơn, nhưng vấn đề quan trọng là, ngoài trường dạy lái xe ra, những doanh nhân khác thật sự không có trọng lượng như vậy. Chuyện này nên chuẩn bị kỹ càng, nhất định không thể bỏ lỡ cơ hội này. Giang Cần. Sao? Nghĩ chút đã, đừng sờ nữa. Giang Cần ngẩng đầu Kết quả phát hiện bàn tay của mình không biết từ lúc nào đã sờ lên bắp chân sáng bóng của Phùng Nam Thư, xúc cảm trơn nhẵn, căng mình đều đặn, mà tiểu phú bà đang dùng tay đè lại làn váy, ánh mắt như nước nhìn hắn. Nhìn thấy một màn này, Giang Cần đưa tay lên không sao hiểu nổi. Chẳng lẽ, tay mình tự có ý thức sao, mười rưỡi tối, Phùng Nam Thư được Giang Cần hộ tống về ký túc xá, vừa vào đến cửa liền bị Cao Văn Tuệ ôm lấy, cô nàng FA chính hiệu lại còn thích hóng hơn nhìn người ta yêu thương nhau còn thích thú hơn chuyện của mình nam thư à cậu với giang cần tình chàng ý thiếp thân thân ngã ngã tới bây giờ mới về nhà hả phùng nam thư cuối người thay giày giang cần chưa có hôn tôi thân ngã cô ấy nói tình chàng ý thiếp là hành vi thân mật của người yêu với nhau nắm tay với hôn nhẹ cũng tính là tình chàng ý thiếp dương mẫn không nhịn được bèn giải thích phùng nam thư vẫn lắc đầu tôi biết nhưng thật sự không có Cậu với Giang cần vẫn chưa nắm tay, chưa hôn qua à?" Cao Văn Tuệ như nghe thấy tin động trời hỏi. "Không có. Thế mỗi ngày mấy người ra ngoài rồi muộn vậy mới về rốt cuộc là làm gì, cho cậu ta sờ chân?" Cao Văn Tuệ sốt quá chửi thề một câu không nắm tay không hôn môi, ngày nào cũng sờ chân. Tên này được, biến thái như mình còn cảm thấy thật biến thái, bạn bè chỉ được sờ chân, nắm tay và hôn hít là chuyện người yêu với nhau mới làm. Phùng Nam Thư thay áo ngủ, dùng giọng nói dịu dàng nói. Đạo lý này là ai dạy cậu đấy, tôi tự tổng kết ra thôi. Cao Văn Tuệ cả người tê dạy cậu quả thật bị Giang Cần nuôi thành loại mà cậu ta thích rồi. Không phải người yêu cũng tốt, tên tra Nam Giang Cần không chịu trách nhiệm kia, căn bản không xứng với Nam Thư. Phạm Thục Linh vừa nghe thấy cái tên Giang Cần bỗng tự dưng nổi nóng, trước kia cô quen phải một thằng tra Nam, nói gì mà bạn tốt nhất, kết quả bị hắn làm tổn thương nên giờ nghe đến loại người này liền rất dễ nổi giận phùng nam thư hừ hừ hết sức bất mãn quyết định tối nay không nói chuyện với phạm thục linh sáng ngày thứ hai ánh nắng bao trùm khuôn viên lâm đại len lỏi qua sông cửa lấp lánh chiếu vào ban công chung báo thức của giang cần còn chưa kịp vang người đã bị tiếng chuông điện thoại của ngụy lan lan đánh thức sao chuyện gì ông chủ đàm phán thất bại rồi Sáng nay Ngụy Lan Lan đến trường dạy lái làm giao thiệp một phen, ra giá 70.000, kết quả thất bại đúng như dự đoán. 70.000 tệ, chưa tính chi phí nhân công và chi phí xe cộ hao tổn cùng với giá xăng dầu, bọn họ cũng phải kêu gọi được 25 học viên mới có thể gắn sức hoàn vốn. Đối với một diễn đàn mới mở mà nói, trong tình huống vẫn chưa biết tỷ suất sau khi chuyển hóa sẽ như thế nào, trường dạy lái kia không muốn mình trở thành người thử đầu tiên. Nói trắng ra là, bọn họ không cho rằng diễn đàn của Giang cần làm tuyên truyền sẽ kéo được nhiều học viên như vậy, bởi vì diễn đàn cũ đã đưa bọn họ vào vết xe đổ rồi. Đương nhiên rồi, bên kia cũng căn cứ vào mức giá mà bản thân đã nghĩ để đưa ra báo giá, đó chính là 20.000 tệ, hơn nữa còn đòi thuê quảng cáo toàn trình. Giang cần không bất ngờ, rất bình tĩnh mà đón nhận sự thật, nhưng cũng văn tục chửi thề mà từ chối thẳng mức giá này. Nhưng trường dạy lái xe kia cũng là diện có tiền trong số những hộ giàu có ở Lâm Đại rồi, ngay cả bọn họ cũng chỉ báo giá có 20.000, những doanh nhân khác cũng không cần hỏi nữa. Ông chủ, bây giờ làm sao? Lại đi giao thiệp với những doanh nhân thuê quảng cáo khác sao? Muộn rồi, cô đi làm chuyện khác đi, để tôi nghĩ cách. Giang Cần không giải thích quá nhiều, tắt điện thoại ngồi dậy. Sau khi bò xuống giường, Giang Cần kiểm tra thời khóa biểu hôm nay phát hiện hôm nay chỉ có một tiết của khóa học công khai tên là sinh hoạt đầu khóa. Thế là hắn thay quần áo rời khỏi ký túc xá, chạy thẳng đến tòa giảng đường phía nam quảng trường trước. Quảng trường này là nơi các doanh nghiệp buôn bán nhỏ lẻ tập trung nhiều nhất ở trong khuôn viên lâm đại, có siêu thị, tiệm trà sữa, tiệm cắt tóc, tiệm trái cây, quán trà. Tên gốc của quảng trường tiến lên là quảng trường chăm học, nhưng nghe thì cảm thấy nó hơi phèn, nên mọi người vẫn thích gọi nó là quảng trường tiến lên. Giang cần tìm một chỗ nắng không chiếu tới, ngồi khoanh chân gần một tiếng, không ngừng quan sát lượng khách quen của những hộ kinh doanh ở quảng trường tiến lên. Cuối cùng hắn quyết định, quay người tiến vào một tiệm trà sữa cả buổi sáng chỉ có ba món khách. Hiện nay, những hộ kinh doanh cá thể như nhà chị, thật sự muốn tiếp tục kinh doanh rất khó. Cậu biết bên siêu thị của học viện thực hiện dùng thẻ tích điểm đổi trà sữa không? Chỗ bọn họ còn bán trà sữa rẻ hơn chỗ chị một nửa, nhưng bọn họ không phải vì kiếm tiếng, mà vì họ muốn kéo lượng tiêu thụ cho những hàng hóa khác không chứ hoạt động này mới thực hiện có nửa năm mà bên chị đã không buôn bán được gì rồi cùng lắm là có mấy đứa sinh viên đến tòa này học cảm thấy phải không đáng để phải chạy xa mới đến mua một ly ở chỗ chị thực ra thì chị đã muốn bỏ nghề từ sớm rồi nhưng mà phòng chị thuê một năm nữa mới hết hạn giờ mà bỏ nó ở đấy chẳng phải mất trắng à cố gắng duy trì trong lòng mới dễ chịu hơn tí Lúc trước cảm thấy ở trong đại học, bán gì cũng dễ, giờ mới biết, nơi càng nhiều người cạnh tranh càng lớn. Bà chủ tiệm trà sữa là một chị gái trẻ tầm 27-28 tuổi, tóc nhuộm vàng, mặt đầy oán trách, hận không thể lao vào siêu thị của trường mà cắn mấy người trong đó. Mất tiền không đáng sợ, đáng sợ là mất tiền mà còn không ngừng lỗ, đây mới là điều dày vò người ta nhất, bởi vì mấy không không chỉ đem đến tổn thất kinh tế, mà còn khiến người ta suy sụp tinh thần. Giang cần nhìn quanh trong tiệm một phen kinh doanh cái khác không được sao tiệm này nằm trong góc của tòa giảng đường này diện tích có như vậy thôi ngoài bán trà sữa còn đâu chả làm được gì hơn nữa mọi người đều biết chị kinh doanh không tốt chuyển cũng không đi được chị gái oán giận mà than thế nếu có người đồng ý giúp chị trả tiền thuê phòng thì sao chị có đồng ý chuyển nhượng không làm gì có người ngu như thế được chị gái nhuộn tóc vàng căn bản không tin Giang Cần ho một tiếng người ngốc như vậy, cũng không phải là không có, chị nhìn tôi xem có giống không, nếu như có thể lấy lại được tiền thuê nhà, chị lập tức nhượng luôn, nửa tiếng sau, Phùng Nam Thư mặc một chiếc váy vang thắt nơ lộc cà lộc cộc chạy tới quảng trường tiến lên, bước chân của cô khoan thai nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng, ánh nắng rực rỡ rơi xuống người cô, càng làm nổi bật làn da trắng gương mặt xinh đẹp của tiểu phú bà, tưởng chừng như đây là phong cảnh đẹp nhất nơi quảng. Trường tiến lên. Giang Cần đứng bên cửa quán trà sữa đưa tay chỉ cô hướng này, sau đó kéo cô vào tiệm, ngồi lên một chiếc ghế quầy ba. Chúng ta làm bạn lâu như vậy rồi, vẫn chưa tặng quà cho cậu, hôm nay tặng cậu một quán trà sữa được chứ, được. Phùng Nam Thư chẳng quan tâm đây là tiệm gì, chỉ cần là Giang Cần tặng cô đều thích. Bà chị nhộn tóc vàng ánh mắt sâu xa nhìn Giang Cần, trong lòng thầm nói phú nhị đại từ đâu đến vậy thế mà lại dùng cách vô nhân tính như vậy đến dụ dỗ em gái này nhưng mà em gái này xinh đẹp thật xinh đẹp tưởng như hoàn hảo mình nếu là phú nhị đại chắc chắn cũng sẽ nguyện lòng tiêu tiền cho ẻm nhìn phùng nam thư ký tên mình trên hợp đồng giang cần không khỏi có chút cảm thán tiểu phú bà đúng thật là quá tin tưởng mình rồi bảo cô ấy ký cô ấy liền ký xem như mình mua cho cô ấy rồi cô ấy lại ù ù cạt cạt giúp mình đếm tiền giấy phép kinh doanh tạm thời không cần đổi chiều tôi đưa cô ấy đến căn cứ khởi nghiệp xin giấy chứng nhận tự kinh doanh đúng rồi trong tiệm của chị có nhân viên không có đấy nhưng mà chỗ chị cứ lỗ vốn mãi nên cho người ta thôi việc rồi vậy càng tốt tạm thời không cần cho người ta nghỉ việc chị gọi họ đến đây cho bọn tôi xem thử chị gái tóc vàng lấy điện thoại ra gọi cho những người kia bảo nhân viên đến quán là một cô gái tên là phòng tiểu tuyền dáng người nhỏ gầy nhưng làm việc rất nhanh nhẹn sau khi gặp cô gái này một lúc, Giang Cần gọi điện thoại cho Tô Nại, bảo cô nàng gọi thêm Ngụy Lan Lan, lấy danh nghĩa diễn đàn đánh một hóa đơn công 80.000 đưa cho tiệm trà sữa Hạnh Phúc Ngọc Ngào này. Sau đó lại bảo Tô Nại mang hợp đồng quảng cáo đến đây, đưa Phùng Nam thư ký tên. "Ông chủ, rốt cuộc cậu đang làm gì thế?" Tô Nại ngỡ ngàng hỏi. Giang Cần thở dài, đơn giản là một khoản tiền không rõ ràng. "Không thể nào, tôi không tin." Thực ra lý do rất đơn giản, cần phải PA giá tiền thuê quảng cáo, sau này mới có thể kéo phí quảng cáo lên, nhưng bên trường dạy lái xe kia không tính nhiệm chúng ta, chỉ ra giá 20.000, vậy thì chúng ta chỉ có thể mua tiệm rồi tự PA rồi. Vậy. Vậy tiệm này không phải để lãng phí rồi ư? Tô nại cảm thấy con đường đi cứu quốc này cũng quá hoang ngoèo rồi. Không lãng phí, chị chủ quán không duy trì được nữa rồi, chuyển nhượng giá thấp. Ngoài ra Tiệm trà sữa này lỗ vốn không phải vì hương vị không ngon, là do bên cạnh tranh phá giá, dẫn đến việc không có nguồn khác. Nhưng cuộc thi hoa khôi bây giờ vẫn rất hot, tôi chuẩn bị liên kết quán trà sữa với cuộc thi này, ra đòn kết hợp, dùng tiệm trà sữa này đánh ra một bản báo cáo tiêu thụ, đưa cho những khách hàng còn đang lưỡng lự xem. Tôi nại có hơi hiểu ý của ông chủ, còn một tiếng thua lỗ ban đầu, sau khi thuê quảng cáo thì kiếm bội tiền, này thì tôi không chắc. Suy cho cùng cũng chỉ là những suy nghĩ vô căn cứ của tôi bây giờ. Tình huống cụ thể còn phải chờ đến khi cuộc thi hoa khôi bắt đầu. Lúc đầu trang web khá khó thu hút lượng truy cập, cũng xem như thử thách một phen. Tô Nại nghe xong xì một tiếng, một mũi tên trúng ba con nhạn à. Đây là thao tác bán buôn từ đâu ra, Giang Cần mặt đầy khinh bỉ nhìn cô, đây là trí khôn của các cụ, cô không biết thời xưa cuộc thi hoa khôi đem đến rất nhiều giá trị cho thương nghiệp sao? Từ từ mà nghĩ đừng suốt ngày xem mấy cái video ư ư a a nữa. Tô Nại méo miệng, sau đó chuyển sự chú ý lên Phùng Nam Thư, đây là lần đầu tiên cô gặp người đẹp như vậy, hoàn hảo không một góc chết, mắt đẹp, môi đẹp, mũi cũng đẹp, nói thẳng là chỗ nào cũng đẹp hết. Bà chủ cậu thật đẹp. Cô nàng không kìm được nói ra. Hai mắt Phùng Nam Thư sáng lên cậu đúng thật là người tốt. Được rồi, đừng vỗ mông ngựa nữa. Tô Nại nếu cậu không có tiết học thì đi tối ưu hóa chương trình đi, buổi chiều bọn tôi vẫn có tiết học, đại học tiết đầu tiên không thể đến muộn, dù gì cảm giác nghi thức vẫn phải có. Giang Cần ngắt lời hai người này khen nhau, gọi tiểu phú bà rồi đi lên giảng đường. Dưới ánh nắng, bóng của hai người trên nhau vài cm, một người mặc áo sơ mi, một người mặc váy, nhìn vào cực kỳ hợp đôi, cực giống khung cảnh được miêu tả trong tiểu thuyết ngôn tình. Úi ui, tiết học đầu tiên của đại học, Tô nại sửng người một lúc. Ê ê ê, không phải nói chính mình mới là học trưởng sao, sau khi mua đứt tiệm trà sữa, Giang Cần đưa Phùng Nam Thư đến giảng đường, sau đó mỗi người một ngã ở hành lang. Phùng Nam Thư lộc cộc chạy đến phòng học của lớp 4, còn Giang Cần thì đến phòng học lớp 3. Vừa bước vào lớp thì thấy Tào Quảng Vũ và Chu Siêu thích thú cười đến mặt toàn nếp nhăn. Giang Cần bước tới, ngồi xuống bên cạnh nhâm tự cường hỏi có chuyện gì mà vui thế, kể tôi nghe được không, lão Tào và lão Chu mặt vội biến sắc không? Không có chuyện gì cả, chỉ là yêu học hành, vừa vào lớp là thấy thích thôi. Nhâm tự cường không nhịn được nữa, phỉ nhổ hai tên này một câu lão giang, cậu đừng nghe mấy lời giả trân của chúng nó, tôi kể cậu nghe, hôm nay lớp mình có hai bạn mới đến, một nam một nữ, bạn nữ cực kỳ xinh luôn, xinh lắm xinh như hồng nhan ý, Tào Quảng Vũ thấy vậy không giấu được nữa, lập tức nhìn giang cần lão giang, cậu làm người đi, đừng có sưu tầm tem nữa, bạn này để lại cho anh em đi, xin cậu đấy. Cúc, bé tôi sưu tầm tem bao giờ, cậu không sưu tầm tem, những con tem nào cũng dính vào mấy hết ấy, Giang Cần không thèm nhìn bọn này nữa, đã bảo là yêu đương chó cũng không thèm, sao người nào cũng nghĩ tôi là tra nam hết vậy, Thúy Kiều còn chẳng oan bằng tôi. Nhưng mà sau kỳ quân sự mới nhập học, có thể làm như vậy à, sinh hoạt đầu khóa là môn học mà tất cả những tân sinh viên của Lâm Đại bắt buộc phải học, giảng viên đều là những thầy cô trưởng ban phòng đào tạo, chưa nói đến nhàm chán thôi rồi, có thể nói là chẳng có ý nghĩa gì hết. Nhâm tự cường rảnh đến khó chịu, thế là bắt đầu viết thư cho Phan Tú, nhờ Giang Cần đưa giúp. Cậu không có tay à? Đến lần thứ tư Giang Cần cuối cùng không chịu nổi nữa. Nhâm tự cường thấp giọng nói tôi gửi tin nhắn quy quy nhưng cô ấy không xem. Nói điều vừa, không phải cô ta đang lén chơi điện thoại à, Giang Cần vừa chỉ, từ góc này có thể nhìn thấy rõ ràng tay của Phan Tú đang sử dụng điện thoại trong hộp bàn, ngón tay gõ phím rất gian. Nhâm tự cường cười méo miệng cô ấy chơi điện thoại nhưng đâu có nghĩa là đang nhắn quy quy chứ, nếu không vì sao cô ấy không ghét tôi. Vẫn là ném giấy tiện hơn, cô ấy không nhìn tôi nhưng vẫn đọc được. Mé, cậu não chó vừa thôi, không thấy cô ta gõ đến sắp lũng bàn phím rồi à, còn không phải đang chắc quy quy hả lão chu cậu đổi chỗ cho tôi phát mé nó tôi tận chết rồi giang cần nhân lúc thầy trưởng ban phòng đào tạo viết bản lặng lẽ chuyển sang chỗ chu siêu lão chu không luôn chiều nhâm tự cường thư đến tay thì y phải đọc trước sau đó mới ù ù cạt cạt ném cho phan tú lặp đi lặp lại hai ba lần nhâm tự cường cảm thấy hơi khó chịu với lại phan tú không thèm trả lời thư của y thế là bỏ cuộc nằm vật lên trên bàn bắt đầu giả ngủ. Kết quả một lúc sau, Tào quản Vũ cũng bắt đầu trò truyền thư, vẫn là nhờ Giang Cần đưa hộ. Giang Cần phục rồi cậu lại muốn chuyển cho ai, giảng thuần. Ai, Tào quản Vũ miễn cưỡng chỉ cho hắn là bạn nữ mới đến, tôi muốn hỏi ID quy quy của bạn ấy. Giang Cần nhìn theo hướng y chỉ, nhìn thấy cô gái mặt trái xoan tóc trẻ ngôi dài, nhìn dáng dấp không tệ, ăn mặc khá sành điệu, tóc nhuộm màu nâu trà. Cậu thêm cô ấy từ nhóm không được à, cô ấy mới tới còn gì. Còn chưa vào nhóm, tôi phải tiên hạ thủ vi cường, tránh cho bị Chu Siêu hững tay trên. Giang Cần mặt bất lực, chỉ đành ném thư sang, đừng nói chứ, ném quá chuẩn, nhưng người ta chỉ nhìn qua rồi ném vào trong bàn, đầu cũng chẳng buồn quay lại. Tảo Quản Vũ cảm thấy tổn thương, cũng bắt đầu giả ngủ. Giang Cần thấy vậy, trong lòng nghĩ thôi mình cũng ngủ nốt, môn này vô nghĩa quá đừng nói là môn bắt buộc, ngay cả môn tự chọn cũng không tính là gì, cùng lắm chỉ tính là lời mở đầu của cuốn tiểu thuyết, đọc hay không đọc cũng chẳng ảnh hưởng đến nội dung. Giang cần ngủ rồi, đẹp trai quá. Tống tình tình mặt đầy ao ước cảm thán. Tưởng điềm trong lòng có chút khó chịu, rõ ràng cô mới là người đầu tiên phát hiện những điểm tốt của Giang Cần, không phải cậu ghét Giang Cần sao? Sao bây giờ ngày nào cũng nhìn chầm chầm người ta thế, quỷ mới ghét cậu ấy, tôi thích cậu ấy chết đi được, trong giờ học ném thư cho bạn nữ cùng lớp, tùy tiện boy, hừ. Giảng thuần mới đến không nhị được lầm bẩm một câu. Tống tình tình hơi sững sờ, lập tức nhìn cô sao mình cảm thấy mình như nhìn thấy tấm gương phản chiếu vậy nè, chớp mắt, đã đến 4 giờ chiều. Đại học và cao trung khác nhau ở chỗ giáo viên rất hiếm khi dạy quá giờ. Chỉ cần tiếng chung hết giờ vang lên, bất kể là giảng hay chưa giảng xong đều tan học nhưng lần này giang cần hơi đen cô chủ nhiệm họ vương này cứ lại nhãi mãi này là do bình thường cô chỉ làm bên công tác quản lý của nhà trường không hay dạy thay cho nên giảng bài có hơi lằng nhằng nhưng lớp kế bên đã học xong chung vừa reo sinh viên bên lớp bốn lần lượt ra khỏi phòng học phùng nam thư định đứng chờ giang cần nhưng lại bị phạm thục linh kéo đi đi cùng còn có cao văn tuệ và một sinh viên nam khác tên là trương tân vũ Y được xem như là người đẹp trai nhất trong số các sinh viên nam của lớp 4, nhìn cách ăn mặc, gia sản chắc cũng dư giả, hôm khai giảng Y giống gian cần, trở thành đề tài bàn tán mỗi đêm cho các chị em trong ký túc. Trương Tân Vũ cũng giống các nam sinh lớp 4, lúc mới nhập học liền bị Phùng Nam Thư hấp dẫn. Y nghĩ, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, cuối cùng người có thể giành được Phùng Nam Thư nhất định là Y, nhưng chuyện vặn nắp chai trong đợt quân sự vừa rồi đã đánh vỡ những tưởng tượng của Y nhưng kiểu con gái như phùng nam thư đứng ở chỗ đó mà không theo đuổi thật khó chịu cho nên trương tân vũ cố ý tiếp cận bạn cùng ký túc xá với phùng nam thư mượn cơ hội bắt chuyện với cô nhưng rất tiếc rằng phùng nam thư rời xa gian cần lập tức biến thành cô gái lạnh lùng miệng nhỏ nhắn không muốn nói chuyện tôi mời các cậu uống trà sữa không trương tân vũ biết sau khi rời khỏi lớp học cô nàng này nhất định sẽ quay về ký túc xá muốn hẹn ra ngoài phỏng chừng rất khó cho nên mới mượn cớ mời uống trà sữa giữ họ lại. Được mà, nhưng đừng xa quá, đến tiệm chỗ quảng trường tiến lên đi. Thực ra Phạm Thục Linh biết ý định Trương Tân Vũ, hơn nữa còn vui vẻ toại nguyện cho y, bởi vì cô cực kỳ ghét kiểu tra nam như Giang cần, luôn muốn giúp phùng nam thư thoát khỏi bể khổ. Thế là bốn người họ đi đến quảng trường tiến lên, tìm một chỗ râm mát ngồi xuống, Trương Tân Vũ tích cực thể hiện mình là người ga lăng, hỏi kỹ càng ba người họ thích uống vị gì, sau đó quay người đi gọi nước. Mình thấy Trương Tân Vũ được phết, cũng cao giống Giang Cần, nghe nói nhà cậu ta làm kinh doanh. Phạm Thục Linh rõ ràng có ý chào hàng. Cao Văn Tuệ hiếp mắt nhìn Phạm Thục Linh để Giang Cần biết, cậu ta bóp chết cậu. Mình sợ cậu ta. Phạm Thục Linh trợn mắt ghét nhất là cái kiểu tra nam đấy. Sao cậu cứ nhận định cậu ta là tra nam vậy, tận mắt nhìn thấy, nói cái gì đều là bạn bè, toàn là mấy lời bốc phét loại đàn ông như này tôi thấy nhiều rồi, đứng núi này trong núi nọ. Cao Văn Tuệ không đồng ý với ý kiến của cô, bởi vì nếu Giang Cần thực sự là tra nam, vậy thì Phùng Nam Thư sớm đã bị ăn sạch rồi, tuyệt đối không chỉ dừng lại ở sờ chân thôi đâu. Rõ ràng vì lý do nào đó nên cậu ta mới nỗ lực kìm nén. Cao Văn Tuệ nhập vai thay Giang Cần, cảm thấy nếu mình mà là Giang Cần, mỗi ngày phải cắn lên đôi môi hồng nhuận kia của Phùng Nam Thư tận 800 lần, điều này càng làm cô cảm thấy mình nghĩ thật có lý. Ba phút sau, Trương Tân Vũ gọi nước xong rồi quay về bàn, sau đó bắt đầu cùng Phạm Thục Linh tôi hỏi một câu cậu đáp một câu, phối hợp vô cùng ăn ý, Trương Tân Vũ, cậu thi được bao nhiêu điểm, môn toán chưa làm tốt lắm, chỉ được có 655 điểm thôi. Trương Tân Vũ mỉm cười. Phạm Thục Linh có phần kỳ quái nhìn y làm bài không tốt vẫn được 655 điểm, cao hơn Giang cần 2 điểm hơn có hai điểm cao văn tuệ biểu môi đáp này chưa chắc nha sự cách biệt nhỏ tạo nên sự khác biệt lớn mà phạm thục linh một câu đặt một câu nâng hỏi đúng rồi trương tân vũ tôi nhớ là cậu được điểm tròn môn viết văn trương tân vũ gật đầu bình thường tôi khá thích kết bạn với người khác môn viết văn vừa hay vào đúng sở trường của tôi phùng nam thư nhà tôi kém nhất khoảng kết bạn cậu có thể giao lưu nhiều hơn với cậu ấy chắc chắn là được rồi phạm thục linh tiếp tục thêm dầu vào lửa lên đại học cậu có định tìm người yêu không trương tân vũ cười cười nếu như có người thích hợp thì nhất định sẽ yêu đường cũng là một phần của cuộc sống đại học mà bản thân mình hướng tới tình yêu từ trường học đến khi mặc váy cưới nghe thấy chưa đây mới là thái độ yêu đương bình thường đấy cao văn tuệ nhíu mày thế nào gọi là thái độ yêu đương bình thường hưởng thụ hạnh phúc kiên trì không thay đổi mục đích là tiến tới hôn nhân Phạm Thục Linh nêu ra tiểu chuẩn cuộc hôn nhân lý tưởng. Quá qua loa, nói rõ ràng một chút được không, thì là thường cùng đi chơi, xem phim, dạo phố, uống trà sữa. À đúng rồi Nam Thư, Giang cần có mua trà sữa cho cậu không? Phùng Nam Thư nhìn Phạm Thục Linh, ánh mắt cảnh giác, miếm môi không nói chuyện. Không mua trà sữa cho cậu, vậy gọi gì là tình yêu ngọt ngào? Phạm Thục Linh hừ lạnh một tiếng, ấn tượng về Giang cần càng kém. Dĩ nhiên rồi, cô cố ý nhắc đến trà sữa là để nâng độ hảo cảm với trương tân vũ lên mà dẫu sao không phải trương tân vũ đang mời bọn họ uống trà sữa sao chưa từ nghe qua chuyện mua vài ly trà sữa mới được xem là yêu nhau đấy thục linh khái niệm về tình yêu của cậu quá hạn hẹp rồi tôi cũng đâu có nói trà sữa là đại diện cho tình yêu đâu nhưng ngay cả trà sữa cũng không mua thế thì yêu đương còn có ý nghĩa gì nữa đúng không nào trong lúc nói chuyện phòng tiểu tuyền đã bưng bốn ly trà sữa qua lúc cô nhìn thấy Phùng Nam Thư có hơi sững sờ, lập tức gọi vang một tiếng bà chủ. Cô biết Phùng Nam Thư là sinh viên, cảm thấy chắc là Phùng Nam Thư đưa bạn cùng lớp đến làm khách cho quán. Phạm Thục Linh bỗng im bặt, trong ánh mắt lóe lên sự ngỡ ngàng, não vẫn chưa phản ứng kịp. Bà chủ, cách gọi này cổ hủ quá. Sao cô ấy lại gọi cậu là bà chủ? Cao Văn Tuệ mặt đầy kinh ngạc hỏi. Phùng Nam Thư lạnh lùng nói Giang cần mua cho tôi đấy. Trương Tân Vũ ở bên cạnh cảm thấy hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn duy trì nụ cười trên mặt. "Bạn học Phùng, trà sữa là tôi mua chứ, ban nãy tôi đi gọi nước cậu không nhìn thấy sao, tiệm trà sữa là Giang cần mua cho mình." Phùng Nam Thư ngồi nghiêm chỉnh, coi trời bằng vung, gương mặt lạnh lùng. "Tiệm trà sữa nào? Chính là tiệm này." Phạm Thục Linh và Cao Văn Tuệ hai mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn Trương Tân Vũ, ba đôi mắt cùng lúc trừng lớn cả quá trình chưa đến 5 giây, sau đó bọn họ mới phản ứng kịp câu nói ban nãy có ý nghĩa là gì, nhưng bộ não lại như muốn hôn mê sâu, cảm thấy câu nói vừa nãy chỉ là lời mê sản của Phùng Nam Thư. Trà sữa, tiệm trà sữa, chỉ thêm có một từ, nhưng ý nghĩa đã khác xa như trời với đất. Tiệm trà sữa này là Giang cần mua cho cậu. Bây giờ cậu là bà chủ của tiệm này. Ánh mắt Cao Văn Tuệ sáng lên hỏi phùng nam thư mặc không biểu cảm gật đầu đây là quà dành cho bạn thân nhất tình yêu của cách cậu đã đến cấp bậc này rồi sao không tặng trà sữa tặng tiệm trà sữa mé ơi nam thư cậu bảo là cả tiệm này á phạm thục linh vẫn cảm thấy khó tin cao văn tuệ nhớ mày cậu không nghe thấy ban nãy nhân viên tiệm này gọi cậu ấy là bà chủ sao điều này còn chưa rõ ràng à nói vậy thì nam thư là bà chủ thế gian cần thì là gì phùng nam thư với gương mặt không cảm xúc tiếp lời cậu ấy chỉ có thể làm lão bản nương thôi trương tân vũ quay người cảm thấy mình không thể ngồi ở đây được nữa rồi kỳ quái thật sao mình lại muốn rời khỏi đây vậy y vẫn luôn kiếm tìm cơ hội nói chuyện với phùng nam thư để cô biết được y ưu tú như nào bây giờ khó khăn lắm mới có thể ngồi cùng cô sao bỗng nhiên lại muốn rời khỏi đây nhỉ ồ chắc là do hôm nay trời quá nóng băng ghế phơi ngoài nắng có hơi bỏng màu đen vốn hấp nhiệt mà huống chi trong thời tiết mùa hè ban nãy lúc ngồi xuống không chú ý giờ ngồi lâu mới cảm nhận được mùi thịt mông nướng khó chịu ghê trương tân vũ miếng chặt đôi môi thô ráp não như lâm vào một lũng lầy hốt hoảng uống một hớp trà sữa rơi vào trầm mặc và đương nhiên phạm thục linh cũng im lặng rồi cô nhìn phía đối diện tiệm hỉ điềm hạnh phúc ngọt ngào biểu cảm trở nên phức tạp phùng nam thư có tiền cô biết nhưng gian cần cô bỗng có cảm giác hít thở không thông cô cho rằng tình yêu là phải mua ly trà sữa ngọt ngào nhưng tình yêu của người ta họ mua cả một tiệm trà sữa còn cô ở đây khoe khoang con trai mua trà sữa cho con gái tốt như thế nào kết quả cả tiệm đều là của người ta đúng là trí mạng mà bỗng nhiên phạm thục linh hiểu ra có một số chuyện mình không có tư cách nhúng tay vào bản thân mình vẫn chưa đến trình độ như người ta hoàn toàn lại dùng con mắt hẹp hòi để suy đoán kết quả đoán được lại chẳng có ai ngoài mình tin ở trong mắt người khác lại chỉ là trò cười nhưng mà vẫn tốt tình cảnh im lặng này kéo dài không lâu trương tân vũ nhận được một cuộc điện thoại coi như phá vỡ khung cảnh gượng gạo này kia phòng ký túc của mình đột nhiên xảy ra chút chuyện mình về trước mình là trưởng phòng có vài chuyện mình không có mặt thì không xử lý được này cậu vẫn chưa uống hết trà sữa kìa trương tân vũ hình như không nghe thấy cầm lấy điện thoại phóng ra ngoài, kết quả trên đường đụng phải Giang Cần mới tan học, sau đó y có chút khó thở, bước chân nhanh hơn mất phần. Giang Cần sờ cầm, trong lòng nghĩ sao biểu cảm của tên này có chút quen mắt nhỉ, ồ đúng rồi, tào quản vũ khí bị người ta bơ, hình như biểu cảm cũng giống như vậy. Lúc này Cao Văn Tuệ nhìn thấy Giang Cần, giơ tay vẫy vẫy Giang Cần, Phùng Nam thư nhà cậu ở chỗ này nè, ồ, đến uống trà sữa à. Uống đi, Tôi không qua đó trang bức đâu, về đây trang bức phát chán rồi. Bên tôi còn có chút chuyện, đi trước nhé. Giang Cần vẫy tay xem như trả lời, nhưng lo lắng cuộc thi hoa khôi online nên không qua đó, quay đầu đi đến căn cứ khởi nghiệp ở đường học viện số 2. Cao Văn Tuệ nhíu mày, ngày nào cậu ta cũng vội vội vàng vàng, rốt cuộc đang làm gì? Kiếm tiền. Hàng mi của Phùng Nam Thư hơi rung rung. Kiếm tiền nuôi gia đình nhưng nam thư cậu là tiểu phú mà mà nhà cậu còn cần cậu ta nuôi hả cao văn tuệ đầu toàn nghĩ về yêu đương trực tiếp bổ sung thêm ba chữ nuôi gia đình sau hai chữ kiếm tiền sau đó bắt đầu điên cuồng gật đầu trong lòng thầm nói đàn ông chân chính không được thể hiện vẻ yếu đuối trước mặt phụ nữ phạm thuộc linh cậu còn quá non trẻ văn tuệ Sao đấy cậu nói nghe hay thật phùng nam thư hút một hạt trân châu trong ly trà sữa khiếp mắt cười giống như chú mèo ngốc đang nằm tắm nắng, hàng lông mi công được ánh nắng rực rỡ chiếu vào như nhuộm lên một màu vàng kim nhu mì. Sau khi rời khỏi quảng trường tiến lên, Giang Cần tới trụ sở khởi nghiệp phòng 208. Lô Tuyết Mai và Bàn Hải đã đến trước hắn rồi, bọn họ đã làm xong banner và hình ảnh quảng cáo, giờ đang tiếp tục làm logo cho tiệm hỷ điềm, tiếp đó kết nối với bên tô nại là có thể bắt đầu. Trên chiếc bàn dài màu trắng đều là máy tính, đông cắm một sợi tây cắm một sợi, Tuy có phần bừa bộn, nhưng lại đem đến cảm giác sức sống như cỏ dại mọc tự do. Giang Cần thấy cũng gần hết giờ rồi, thế là gọi mọi người lại mở cuộc họp, tuyên bố nội dung công việc trong giai đoạn kế tiếp. Bên tổ nội dung tiếp tục đưa ra bản thảo, giữ nguyên độ mới mẻ của chủ đề, thêm vài cây củi cho cuộc thi. Bộ phận kỹ thuật tiếp tục tối ưu hóa, đồng thời đưa ra bản xếp hạng tức thời, bởi vì nếu thiếu trò này thì tính cạnh tranh sẽ không được thể hiện ra mà công tác trọng tâm của bên bàn hải tạm thời không liên quan đến trang web, mà công việc bây giờ là chuyên tâm thiết kế poster tuyên truyền cho hỷ điềm. Để hoạt động tuyên truyền offline và tranh tài online liên kết chặt chẽ với nhau. Lão bàn, anh liên lạc bên in ấn thịnh thị, bàn bạc với họ, bảo họ làm một lượng ly trà sữa có giới hạn, thiết kế những hình vẽ trên ly đổi thành hỷ điềm và tên hoa khôi. Cô nại, cô theo dõi số liệu, một khi ứng cử viên nhận được 2.000 hoa tươi, bên hỷ điềm sẽ cho ra số lượng ly trà sữa có giới hạn ghi tên hoa khôi đó. Mỗi một ly trà sữa có thể đóng góp cho nữ thần hai bông hoa tươi, lượng tiêu thụ đạt đến 200 ly thì sẽ trở thành bao bì của ly trà sữa vĩnh viễn luôn. Văn Hào, mấy ngày này anh đi phỏng vấn những ứng viên có độ hấp cao nhất, sau đó chọn ra cho họ mỗi người một câu tuyên truyền. Tốt nhất là phối danh xưng với hương vị của trà sữa, ví dụ như hồng nhang khoa luật, hương thơm thanh nhã, giống hệt như nho không hạt. Ngụy Lan Lan, cô tiếp tục đàm phán với bên thuê quảng cáo, vô tình hữu ý để lộ cho bọn họ biết phí quảng cáo của Hỷ Điềm là 100.000 tệ. Ngụy Lan Lan hơi sững sờ, có chút nghi ngờ hỏi là 80.000 chứ, Giang Cần ngừng lại một lúc cô nói 100.000 tệ chắc chắn họ không tin, họ sẽ tìm cơ hội đến nghe ngóng, sau đó họ nghe được hóa ra là 80.000, lập tức sẽ tin ngay, bởi vì tin truyền tai không đáng tin, bọn họ thăm dò sẽ càng đáng tin hơn. Ông chủ xấu bụng thật, rõ ràng là lại đưa tiền từ túi trái sang bên túi phải mà, hơn nữa còn chém thêm 20 ngàn. Đàm thanh nhỏ giọng lầm bẩm. Ngụy Lan Lan cố kìm thấp giọng nói thanh thanh cậu phải học hỏi đấy, làm ăn dựa vào chém gió là chính đó. Thời gian sau, tổ kỹ thuật, tổ nội dung, tổ thiết kế và tổ ngoại biên bắt đầu công việc theo kế hoạch mà Giang Cần đã triển khai. Trọng điểm là chuyển dời một phần năng lượng từ việc xây dựng trang web sang cho tiệm trà sữa hỷ điềm. Lượng truy cập trang web hướng tới nhóm người dùng là cộng đồng sinh viên, trong khi tiệm trà sữa Hỷ Điềm phải đối mặt là những hộ kinh doanh trong làng đại học. Hai luồng dư luận này thu hút hai nhóm đối tượng khác nhau, mà từ đó đạt được hiệu ứng liên kết. Nghe tin gì chưa, tiệm trà sữa của Tiểu Lưu đầu tư 100.000 tiền phí quảng cáo cho diễn đàn mới kia đấy. Đừng nghe bọn họ nói bậy, hôm qua tôi đi nghe ngóng rồi, là 80.000. Hôm trước cô bé bên chỗ quảng cáo chính miệng nói với tôi mà, là 100 ngàn. Lão Trương, ông làm ăn lâu như vậy rồi, không nhận ra người ta bốc phét à, bọn họ muốn thu phí quảng cáo, chắc chắn phải để giá cao, ông tin tôi đi, 80 ngàn là 80 ngàn. 80 ngàn cũng không ít đâu, tiểu lưu điên rồi chăng, cô ấy cũng là bị bên siêu thị của học viện kia ép đến không còn đường lui rồi, phỏng chừng định chơi quả được ăn cả ngã về không, Siêu thị của học viện quả thực khiến người ta khó chịu mà, động tí là phá giá, bực mình chết mất, chẳng qua là dựa vào gia đại nghiệp đại thôi. Cũng không trách người ta được, đều là làm ăn mà, muốn kiếm tiền thì phải làm như thế thôi. Không phải, 80 ngàn quá nhiều rồi ấy, tiểu Lưu Sức cùng lực kiệt rồi, tôi đoán cô ấy định cược ván cuối, được thì được, không được thì chỉ đành chuyển nhượng giá thấp thôi. Tiểu Lưu còn trẻ mà thực sự không thông minh gì cả lượng người trên diễn đàn kia không ít nhưng mà có mấy món đồng ý xem quảng cáo khá chắc là tiền này đổ sông đổ bể rồi những hộ kinh doanh quanh khu vực quảng trường tiến lên tụ họp lại một chỗ thảo luận câu chuyện mà ngụy lan lan cố ý để lộ kia đương nhiên đa phần trong số họ không tin tưởng lắm vào hiệu quả của hoạt động quảng cáo này cảm thấy tỷ lệ cao sẽ bán nhà lỗ vốn nói đùa chứ một cái quảng cáo có thể khiến tiệm trà sữa đang ngoắc nghẽo khởi tử hồi sinh nếu làm ăn mà dễ như vậy, bọn họ đã sớm mở chuỗi cửa hàng trên toàn quốc rồi, hơn nữa làm ăn, đặc biệt là những hộ kinh doanh ở phụ cận, cơ bản là có chút ganh tị khi người khác tốt lên. Suy nghĩ này cứ kéo dài mãi đến buổi sáng thứ tư, khi một chiếc xe tải màu trắng thông thả đi tới, và mang theo hàng loạt những đồ dùng để tuyên truyền, những hộ kinh doanh xung quanh mới biết, hóa ra là chơi thật. Các bác tài, làm phiền các bác phụ một tay, giúp chúng tôi dựng bản lên, Mặt bảng hướng ra tòa giảng đường. Còn biểu ngữ kia, các bác giúp chúng tôi treo lên đèn đường và trên cột là được rồi. Biển quảng cáo đứng thì các bác cứ thả bừa trên đường học viện đi, để hai tấm biển hỷ điềm và diêu ở phía trước là được rồi, hết rồi không có yêu cầu khác. Bàn Hải nhảy xuống xe vận tải, bắt đầu chỉ huy nhân viên của Thịnh Thị cách sắp xếp. Thứ đầu tiên được mang xuống là một tấm bảng xếp hạng hoa khôi trường cao tới 2 mét làm từ PVC viết bằng chữ phong hoặc hình màu hồng, góc trên bên phải in logo của Hỷ Điềm và Diêu, rất nổi bật, chỉ cần ra khỏi tòa nhà giảng đường là có thể nhìn thấy. Các bác tài ba trước hai sau, đầu tiên dựng tấm bảng lên, sau đó tay chân nhanh nhẹn dựng xong giá đỡ. Ngoài ra, những tấm biển hiện biểu ngữ và những thứ khác cũng đều được treo lên. Trước cửa khung cảnh rộn ràng, không khí lập tức khởi sắc. Nhưng khung cảnh này không chỉ thu hút những hộ kinh doanh ở xung quanh mà còn hấp dẫn những bảo an đang lái xe đi tuần quanh trường. Các cậu đang làm gì ở đây, tổ chức hoạt động? Có giấy phép không? Không có giấy phép thì không được bày ở đây đâu, bàn hải mở túi, lấy ra một tờ giấy chứng nhận tự kinh doanh của Diêu và một tờ giấy đăng ký đưa cho họ xem. Đây là Giang Cần đã bàn giao cho Y từ trước, bảo Y cứ để những thứ này trong túi, ai ngờ quả thực cần dùng đến. Trong nháy mắt này, Bàn Hải cảm thấy ông chủ nhà mình thật sự biết nhìn xa trông rộng, nghĩ đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Đương nhiên rồi, Bảo An cũng không định sẽ xem kỹ trong giấy phép viết cái gì, chỉ cần nhìn thấy phía sau có con dấu của nhà trường liền không để ý đến nữa. Nhưng trước khi Bảo An rời đi, Bàn Hải theo dặn dò lúc trước của Giang Tần, tặng cho bọn họ mỗi người một bao thuốc. Muốn làm ăn ở trong trường, sau này khó tránh khỏi phải tạo quan hệ với mấy bảo vệ này duy trì quan hệ tốt với họ là điều rất cần thiết, dẫu sao họ hàng xa không bằng láng giềng gần. Đợi những đồ dùng tuyên truyền bày biện ổn thỏa xong, vừa đúng lúc chuông hết giờ reo. Sinh viên từ ba tòa giảng đường ồ ạt kéo ra, đang nghĩ ngợi xem nên ăn món gì ở nhà ăn, kết quả đi tới quảng trường tiến lên liền không thể di chuyển. Cuộc thi hoa khôi vườn trường đã ủ cả tuần nay rồi, ngay cả mấy cậu độc thân trong trường cũng phải hét hai câu, cho nên trước cửa tiệm trà sữa hỉ điềm rất nhanh đã thu hút lượng lớn người đến ai nấy đều căng thẳng quan sát thứ tự trên bảng xếp hạng to đùng kia những ngày nắng nóng mùa hạ mặc dù đã qua nhưng sau lập thu vẫn nóng như vậy những sinh viên thích hóng hớt không thể đứng mãi dưới cái nóng đành phải quay vào mua trà sữa của tiệm hiện tượng này có một lần thì sẽ có hai có hai lần rồi sẽ có ba thế là khi quảng cáo vẫn chưa phát huy hiệu quả trà sữa trong tiệm đã bán liền mười mấy cốc rồi phòng tiểu tuyền chưa bao giờ nhìn thấy nhiều khách như vậy, nhất thời tay chân luống cuốn có chút không bắt kịp tiết tấu. Ú quao, wow, nhìn sự kiện lớn như vậy, không lẽ tiểu lưu thật sự sẽ đầu tư 80 ngàn, đồ đặt thế kia, phỏng chừng là 80 ngàn thật. Ôi mẹ ơi, chừng đó tiền thì phải bán bao nhiêu ly trà sữa mới có thể kiếm lại, tiểu lưu điên thật rồi. Ông quan tâm mấy cái này làm gì? Nếu thật sự có thể phất lên, chỉ tiết kiệm cũng có thể ăn no, Mấy doanh nhân khoanh tay, trầm ngâm nhìn những sinh viên đang mua trà sữa ở cửa tiệm kia, trong đầu bắt đầu tự tính toán. Thậm chí bọn họ còn không nhận ra rằng, lúc trước bọn họ còn thề song sắt mà nghĩ rằng tiền này coi như đổ sông đổ biển, bây giờ lại bắt đầu suy nghĩ về vấn đề tuyên truyền lâu dài rồi. Bởi vì quảng cáo, cảm giác online và offline có khác biệt rất lớn. Nói tới những hộ kinh doanh khá bảo thủ này đi, Banner quảng cáo trên mạng chưa chắc đã hấp dẫn bằng một tấm bảng PVC cao 2 mét, suy cho cùng thì đây là thứ có thể nhìn thấy và có thể chạm vào được. Cảm giác này giống như hình thức mua hàng trên mạng mới xuất hiện mấy năm gần đây, rất nhiều người vì không được nhìn tận mắt sản phẩm mà sinh ra tâm lý kháng tự. Nhưng sau khi thực sự hiểu rõ, họ mới phát hiện ra mua hàng qua mạng thực sự là thuận tiện và nhanh chóng. Giang cần hy vọng là có thể mang đến bầu không khí, và từ bầu không khí chuyển hóa thành sự tín nhiệm. Nhất định không được để người ta cảm thấy tiền mình đầu tư chỉ biến thành một chuỗi mã cốt dữ liệu. Tôi sẽ treo biển quảng cáo cho bạn, còn đem đến cả bản hiệu nữa, cảm giác quan trọng không phải chớp mắt là tới sao, cùng lúc này, thầy giáo đang ngồi trong phòng làm việc thuận mắt ngó ra ngoài cửa sổ nhìn thấy tấm bảng xếp hạng kia, không kìm nổi bắt đầu bàn tán. Sự kiện không nhỏ nhỉ, đúng rồi, hai ngày trước còn là quy mô nhỏ thôi, Hôm nay làm như vậy, cảm giác hoạt động lớn chớp mắt đã bắt đầu rồi, ngay cả tôi cũng hơi tò mò không biết danh hiệu hoa khôi này sẽ dành cho bông hoa nhà nào đây. Nghe bảo trang web này là do một tân sinh viên của học viện tài chính làm thì phải. Học viện tài chính có lẽ là thật, nhưng tân sinh viên. Không thể nào. Kỳ quân sự vừa mới kết thúc, tân sinh viên có thể làm hoạt động lớn như vậy, mặc kệ có phải là tân sinh viên hay không, người tạo ra trang web chắc chắn rất biết suy nghĩ. Hắn làm vậy là tạo mối liên hệ giữa lượng truy cập trên trang web và sản phẩm, mượn cuộc thi hoa khôi thu hút lượng truy cập, lại mượn lượng truy cập tuyên truyền sản phẩm, rồi lại mượn sản phẩm tiếp tục lăn xê cuộc thi, thật diệu. Bây giờ nhìn có vẻ diệu, nhưng thời kỳ đầu chắc chắn phải đốt không ít tiền, thực lực lại còn rất thần bí, từ bao giờ Lâm Đại có đệ tử như vậy. Tiệm trà sữa hỷ điềm vừa được sắp xếp xong, kênh vốt phiếu bên diễn đàn cũng đồng thời được đưa lên đúng giờ. Mấy hoạt động tăng nhiệt của Đổng Văn Hào có hiệu quả không tệ, 2 giờ chiều, cả trang web đã nóng hừng hực, số lượng bài viết tăng đột biến, mấy chủ tưởng chừng như muốn sập. Mấy ngày trước đăng bài chọn hoa khôi còn chưa đã nghiền nhỉ, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, ai cũng cho rằng nữ thần nhà mình là đẹp nhất. Nhưng bây giờ khác rồi, có số liệu trực quan nhất, vậy thì phải dựa vào lượng người yêu thích mà tranh cao thấp rồi. Có những người cho dù không mấy hứng thú với cuộc thi hoa khôi, nhưng luôn có vài đứa bạn gây mất liêm sĩ, lôi lôi kéo kéo bắt bạn bỏ phiếu, bạn sẽ làm gì? Đương nhiên rồi, quy tắc bỏ phiếu của diễn đàn được thiết kế rất thú vị, mỗi người một ngày có ba phiếu, nhưng không thể chỉ bỏ phiếu cho một người. Điều này gây ra sự bất đồng, ta chọn nữ thần trong khoa ta rồi, vậy hai phiếu kia thì để cho ai, có những fan trung thành đến chết sẽ chọn cách vứt phiếu, chỉ yêu nữ thần của lòng mình, nhưng phần lớn mọi người đều chọn vốt tiếp cho người khác, thậm chí còn muốn ủng hộ khoa khác một phen. Khoa xây dựng, toàn bộ vốt cho ngô manh học tỷ, dùng hành động thực tế để nói cho mọi người biết, khoa xây dựng chúng ta không phải miếu hòa thượng, các đồng chí đừng tìm bài nữa, tôi ghi một địa chỉ web, vào là trang vốt cho liễu y y, cái khác tôi không thèm để ý, đi mua trà sữa, tôi muốn mua cốc giới hạn của phương huyên học tỷ. Sao hỉ điềm chỉ mở trong trường chính thôi vậy? Quá bất lợi cho sinh viên khu phía đông bọn tôi, Vốt một, tôi muốn mua ly giới hạn của sở ti kỳ, Hep, buổi sáng gian cần ở phòng 208 quan sát số liệu, mắt thấy số hoa tươi của liễu y y, sở ti kỳ, hồng nhan, ngô manh, tôn tiểu vũ, phương huyên, lưu điềm đã vượt quá con số 200, thuận lợi tiến vào vị trí ứng cử, mà những người phía sau vẫn đang đuổi theo sát sao, được đưa lên những vị trí đầu. Những cô gái này đều là người có tiếng nói nhất trong mỗi khoa, số liệu được đẩy lên nhanh như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên cốc 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 tiếng gõ cửa vang lên ánh mắt của giang cần rời khỏi màn hình máy tính nhìn ra phía ngoài cửa chỉ nhìn thấy một chị gái đeo kính búi tóc củ tỏi đang nghiêng đầu nhìn vào trong xin chào tôi là chủ cửa hàng đồ ngọc bối lam ở quảng trường tiến lên có thể thuê quảng cáo không mời vào trong giang cần đưa tay kéo ghế và gọi đàm thanh tới phụ trách tiếp đón vị khách đến có mục đích này Chào chị, trang web của chúng tôi hiện đang có chương trình ưu đãi giảm giá còn 80% cho khách hàng thuê quảng cáo. BN quảng cáo trên trang chủ của diễn đàn là 19.999, loại B ở webpage là 9.999, hình ảnh nhỏ ở khu vực slider là 5.999. Giá cả có thể thương lượng, quảng cáo thứ hai giảm nửa giá. Đàm Thanh dùng kỹ năng ăn nói đã qua rèn luyện giới thiệu qua một lần. Lần thứ hai giảm một nửa, Đàm Thanh gật đầu rất nghiêm túc, ví dụ chị cảm thấy quảng cáo có hiệu quả tốt, và muốn bút quảng cáo lần hai, vậy thì giá cả của lần thứ hai sẽ được giảm một nửa. Chủ tiệm đồ ngọc bối lam suy nghĩ một chút, vậy lần đầu không được giảm một nửa giá sao, không được đâu à, hoạt động của chúng tôi là như vậy, hoặc là... Giang Cần bỗng nhiên vỗ vai Đàm Thanh, nhắc lời cô, sau đó ép thấp giọng nhìn quản lý bối lam hỏi nếu như chị đưa hộ kinh doanh bên cạnh tiệm chị cũng tới đây thuê quảng cáo, vậy đây không phải lần thứ hai của chị sao? Chị gái trầm ngâm suy nghĩ, sau đó mở điện thoại, ra ngoài gọi một cuộc. Đàm thanh ngẩng đầu nhìn Giang Cần Tông Chủ, thế này được sao, trang web vừa mới đi những bước đầu tiên, tất cả quy tắc đều không phải quy tắc, phải học vận dụng linh hoạt. Cô ồ, thời gian gần đây, những hộ kinh doanh giống thế này đoán chừng sẽ đến thường xuyên, bọn họ chưa hẳn là có ý định thuê quảng cáo thật, có thể chỉ là đến hỏi thăm thôi, nhất định không được hấp tấp, phải giữ bình tĩnh. Đàm Thanh Miếm môi được rồi ông chủ, tôi sẽ nghiêm túc tiếp đón họ. Giang Cần cho cô một ánh mắt cổ vũ, sau đó ra khỏi phòng 208, lại quay về tiệm trà sữa Hỷ Điềm ở quảng trường tiến lên. Tiệm trà sữa vắng như chùa bà đanh lúc trước giờ bắt đầu có người xếp hàng, một phần là do bị tấm biển quảng cáo thu hút đến, một phần là bị thu hút bởi quảng cáo trên diễn đàn mà đến. Mọi người đều tuân theo nguyên tắc cậu một ly tôi một ly lượng hóa đơn dần dần tăng lên phòng tiểu tuyền ở trong tiệm bận tới bận lui mồ hôi đã bắt đầu tuôn ra trên trán nhưng động tác vẫn nhanh nhẹn như cũ tôi ủng hộ cho phương huyên khoa truyền thông ai vốt cho phương huyên tôi sẽ mời người đó uống trà sữa vị nào tùy cậu chọn trên quảng trường bỗng vang lên một tiếng hô to lập tức khiến con mắt của giang cần phát sáng hắn biết dù là lâm đại cũng chắc chắn không thể thiếu kiêu hùng như tần tử ngang giang cần quay đầu nhìn liền thấy một tần tử ngang không biết tên của lâm đại chi tiêu hào phóng biểu cảm kiêu căng sắp tiền giấy hồng hồng trong tay theo cổ tay không ngừng rung rung truyền đến một trận ồn ào thật nhiều tiền nha như thế kia cũng là tiểu phú bà rồi tiểu tuyền lão bản nương của các cô đâu giang cần bước vào tiệm thuận miệng hỏi một câu phòng tiểu thuyền ngẩng đầu ngốc nghếch nhìn giang cần trong con ngươi có ba phần nghi ngờ, ba phần ngỡ ngàng và bốn phần khó hiểu. Giang Cần bị biểu cảm này của cô làm cho sững sờ một hồi cô cứ nhìn chầm chầm vào tôi thế là có ý gì, xin lỗi lão bản nương, não tôi có hơi ngu si, câu vừa nãy nghe không hiểu, cậu là đang hỏi cậu ở đâu sao, Giang Cần cũng hơi lú tôi là lão bản nương, à đúng, bà chủ, lão bản, nói như vậy đó. Phòng tiểu tuyền nói nhỏ một câu, tôi là lão bản nương. Cô nhìn xem anh một quý ông manly như thế này không cần thể diện sao? Đổi cách gọi đi. Ồ ồ, được rồi ông chủ, bà chủ về ký túc xá rồi, mới đi không lâu đâu. Bà chủ hình như không thích nơi đông người. Giang cần gật đầu, không nhịn được lẩm bẩm một câu, trong lòng thầm nghĩ gọi ông chủ với bà chủ cũng quá mập mờ rồi, yêu đương không phải chó cũng không thèm yêu sao, nhưng mà Phùng Nam Thư không ở đây cũng tốt, nếu không kế hoạch marketing coi như hỏng bét. Vì sao ấy à, một đám kêu gào ủng hộ hoa khôi kéo đến mua trà sữa, kết quả phát hiện nữ thần của mình còn chẳng xinh đẹp bằng bà chủ quán trà sữa, ai có thể tiếp nhận đã kích như vậy được, về lâu về dài, những tín đồ của các nữ thần có khi càng ngày càng ít đi, vậy thì độ hot của cuộc thi hoa khôi càng ngày càng giảm, độ phát triển của trang web sẽ bị tụt dốc. Nhan sắc có hại cho đoàn kết như của tiểu phú bà phải cất giấu thật kỹ mới được, tránh cho khỏi hại nước hại dân, dẫn đến tranh chấp lớn. Ôi, cuối cùng vẫn là một mình mình chịu đứng tất cả, bảo vệ cả ngôi trường này. Mẹ nói nếu không được đánh giá là sinh viên ba tốt, thì thật không thể chấp nhận được. Tiểu Tuyền, làm xong trà sữa của tôi chưa, còn một ly nữa thôi, một phút nữa là xong rồi. Phòng Tiểu Tuyền tay cầm ly trà sữa, một tay thao tác trên máy móc, tay kia còn cầm ly trà sữa đung đưa, tiếng ào ào không ngừng vang bên tai. Một phút sau, sáu ly trà sữa với những vị khác nhau đã làm xong, phòng tiểu tuyền lấy ra một cái túi đựng sai lớn đang định mở túi, kết quả bị Giang Cần đưa tay ngăn cản. Đóng gói vào hai túi đi, mỗi túi ba ly, nếu không thì siết đau tay lắm. Ờ ờ, vâng. Phòng tiểu tuyền đổi sang hai túi nhỏ, đóng gói xong rồi đưa sang cho Giang Cần, sau đó Giang Cần xách sáu ly trà sữa, ung dung đi tới ký túc xá nữ của Học viện Tài chính. Khi đến tầng dưới ký túc xá, Giang Cần lấy điện thoại, suy nghĩ hồi lâu bèn gọi cho cao văn tuệ bảo cô có chuyện quan trọng cần phải bí mật thảo luận ngoài ra bảo cô gọi luôn phạm thục linh đi cùng một người cũng không thể thiếu lúc này phạm thục linh đang ngồi trong ký túc xá đọc sách nghe cao văn tuệ bảo giang cần gọi cả cô trong lòng lập tức hồi hộp mấy hôm trước cưỡng ép đề cử trương tân vũ cho phùng nam thư tuy chưa xảy ra chuyện gì nhưng câu nói kia của cao văn tuệ vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cô để gian cần biết được cậu ta bóp chết cậu lúc đó phạm thục linh nói mình không sợ nhưng hiện tại nhắc đến bỗng có cảm giác khiếp sợ làm cách nào cũng không loại bỏ được trắng trợn giúp người khác đào chân tường nhà người ta kết quả quất gãy rồi đất còn văng lên mặt mình đây còn chưa tính là gì quan trọng là còn bị người ta phát hiện này mà không bị đánh thì quả thật được ông trời phù hộ nhưng phạm thục linh vẫn cứ khăng khăng mình không phải người nhát gan Càng biết sẽ bị người ta tìm tính sổ, cô càng không muốn trốn, cô cảm thấy mình có ý tốt, mình trốn không phải là mình chột dạ à, thế là hai người thay giày, đi ra ngoài. Nhưng mà vừa mở cửa, Cao Văn Tuệ bỗng nhiên nổi ý xấu, quay đầu nhìn Phùng Nam Thư đang nằm trên giường nói: "Nam Thư, người ban nãy gọi điện thoại cho mình là Giang Cần." Phùng Nam Thư liếm môi ngồi dậy, ánh mắt trong veo chớp chớp, sau đó định xuống giường thay giày. Kết quả Cao Văn Tuệ lập tức ngăn cô lại, giả vờ giả việc thở dài nhưng mà Giang Cần không gọi cậu, chỉ gọi hai người bọn mình thôi, còn bảo phải ngăn cậu lại, không cho cậu đi. Nghe câu này, gương mặt nhỏ nhắn của Phùng Nam Thư tỏ vẻ tuổi thân, nhìn Cao Văn Tuệ, trong đôi mắt đẫm nước mắt. Được rồi, thực ra bọn tôi đi bàn chuyện chính sự, nói sau khi xong thì cậu ta sẽ đưa cậu đi chơi. Vậy mấy cậu nói nhanh chút. Hàng mi của Phùng Nam Thư hơi rung. Cao Văn Tuệ thích hai con người này chết mất, trong lòng thầm nghĩ mẹ nó tình yêu thần tiên gì thế này, nếu đây là một bộ phim truyền hình chắc tôi sẽ ngóng trong xem từng tập. Sau đó cô vừa ừ một câu vừa mang theo Phạm Thục Linh ra khỏi ký túc. Đợi khi hai người họ ra đến cửa ký túc xá, Giang Cần đang đứng đợi dưới bóng cây chơi trò sneaker. Cao Văn Tuệ nhớ đến bí mật mà Giang Cần nói, bước nhanh như bay, mà Phạm Thục Linh lại sợ bị người ta tính sổ, cứ chậm chạp lề mề mãi kết quả chẳng có bí mật gì cả cũng không phải vì trả thù giang cần nâng túi trà sữa lên đưa cho bọn họ bảo mời bạn cùng phòng bọn họ uống trà sữa tiểu cao lúc nào về thì bảo gọi luôn phùng nam thư xuống đây dùng tôi cảm ơn cậu đúng là một người tốt hừ người tốt suốt ngày lao động không công cho cậu vậy nhưng mà nhìn bây giờ có trà sữa coi như giúp đỡ cậu lần này đi bạn học văn tuệ cao thượng cao văn tuệ đưa tay đón lấy túi nhựa đưa một phần cho Phạm Thục Linh, trong lòng ôm cục tức không được nghe bí mật bước vào cổng ký túc. Đến khi cô đi hết hành lang tầng 1, Phạm Thục Linh vẫn ngơ ngác, trong lòng nghĩ như vậy là xong rồi sao? Không phải đến bóp chết mình sao? Rõ ràng mình đã làm tâm lý chuẩn bị cho cái cổ rồi. Bây giờ cậu biết vì sao Nam Thư luôn bám lấy cậu ta rồi chứ? Bỗng nhiên Cao Văn Tuệ nhìn Phạm Thục Linh. Vì sao? Phạm Thục Linh mặt mù mờ hỏi chỉ có sáu ly trà sữa, cậu ta cũng không nỡ để Nam Thư xuống lấy, còn lừa bọn mình xuống, đợi mang trà sữa lên rồi gọi cậu ấy luôn, tên Doger này, một lúc nào cũng bảo là bạn bè bạn bè thôi, thực tế luôn chiều cô ấy đến nhường nào. Cao Văn Tuệ dường như nhìn thấu tất cả. Văn Tuệ, có phải trước đây mình chỉ lo chuyện bao đồng rồi không, cũng không phải đâu, cậu cũng là vì tốt cho Nam Thư. Giang Cần ngoài miệng không nói gì, nhưng thực ra cậu ta rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế sáu cốc trà sữa này chẳng lẽ mình không sách nổi sao còn buộc phải chia thành hai phần gọi hai người xuống lấy mỗi người ba cốc suy nghĩ rất tỉ mỉ chỉ là giang cần không nghe thấy nếu mà hắn nghe thấy chắc chắn sẽ bật ngón cái thầm nghĩ trong đầu bạn học cao cậu nhiều kịch bản thật việc gì cũng nghĩ tới yêu đương được lại còn mẹ nó đưa đến tầm cao mới tôi chẳng nghĩ nhiều như thế đâu cậu giúp tôi nghĩ hết toàn bộ rồi sau khi quay về ký túc xá cao văn tuệ đẩy cửa bước vào phùng nam thư nhân lúc bọn họ đi xuống đã thay xong quần áo rồi đôi dép lê đeo dưới chân cũng đã được thay bằng đôi giày da nhỏ đang ngồi chờ trên ghế điềm tĩnh đáng yêu ngồi ngay ngắn khuôn mặt tinh xảo phùng nam thư giang cần đang đợi cậu ở dưới đó vậy tôi đi đây phùng nam thư đẩy cửa ký túc xá lộc cà lộc cộc chạy xuống ngay cả trà sữa của mình cũng quên không cầm gót giày da đi trên hành lang phát ra tiếng kêu lạch cạch lạch cạch truyền ra tiếng vang khắp hàng lang trải dài kia nhìn thấy khung cảnh này năm người trong phòng không kìm được nhìn nhau trong ánh mắt có không biết bao nhiêu phần ngưỡng mộ quả nhiên tình yêu ngọt ngào mới là giai điệu chính trong thời đại học xuống dưới lầu gặp mặt giang cần vẫy vẫy tay nói đi thôi phùng nam thư nghe hắn bảo vậy liền bước theo hôm nay đi đâu chơi vậy giang cần đi làm giấy chứng nhận bà chủ cho cậu, sau này cậu là bà chủ danh chính ngôn thuận rồi. Giang Cần đưa cô quẹo trái quẹo phải đi đến căn cứ khởi nghiệp, bước đến cửa trụ sở chính. Chuyện làm ăn của tiệm trà sữa hỉ điềm càng ngày càng lên, nhưng thủ tục của tiểu phú bà vẫn chưa làm xong, hắn đưa Phùng Nam Thư đến đây chính là để tào hình nguyệt cấp cho cô giấy chứng nhận khởi nghiệp, tránh khỏi rắc rối về sau. Có ai ở đây không? Giang Cần đến căn cứ khởi nghiệp, mở cửa văn phòng tổng, kết quả chưa mở cửa nhìn từ cửa sổ vọng vào trong bên trong không một bóng người tào hinh nguyệt và học trưởng thích xem phim truyền hình cũng là sinh viên của lâm đại lúc đi học xem ra không có cách nào chú ý công việc bên này nữa càng huống gì căn cứ khởi nghiệp vốn là nơi nha môn nhàn hạ quả thật không bắt buộc phải có người ở lại trực phòng không nhà trống cũng là chuyện bình thường đi thôi không có ai ở đây cả lần sau đến vậy a à, giấy chứng nhận bà chủ của mình đâu?" Phùng Nam Thư rất tuổi thân nói, cảm thấy giấy chứng nhận sắp đến tay bỗng không cánh mà bay. Trong đó không có ai cả, không làm được. "Vậy mình ở đây đợi đi." Phùng Nam Thư nghiêm túc nói, hạ quyết tâm chờ ở đây. Giang Cần có chút buồn cười, chỉ là giấy xác nhận tự kinh doanh thôi, không quan trọng đến vậy chứ vậy thì như này đi, cậu đi theo mình lên phòng 208, chờ người làm giấy đến thì chúng ta lại xuống. Giang Cần dẫn Phùng Nam Thư đến văn phòng 208, vừa vào cửa, đã có thể nghe thấy rõ tiếng gõ bàn phím lạch cạnh, nghe rất có tiết tấu, thậm chí có cảm giác như bước vào quán nét. Nhưng mà khi tiểu phú bà bước vào cùng Giang Cần, tiếng gõ phím trong văn phòng rõ ràng đã dừng lại, sau đó tiết tấu chậm đi, tiếng gõ cũng giảm nhẹ. Sau đó, biến thành một hồi thì thầm to nhỏ. Người đẹp tỏa sáng mù mắt chó của tôi đang đi sau ông chủ là ai vậy, chị Tô nại bảo đấy là bà chủ của chúng ta. Ôi mẹ nó, bà chủ của chúng ta xinh đẹp như thế á. À? Đúng, giống với ông chủ, cũng là tân sinh viên của học viện tài chính, nghe bảo hai người họ học cùng trường cao trung. Ông chủ đúng thật là không ra gì, mới cao trung đã lừa con nhà người ta. Bảo sao đại học tìm người yêu khó như thế, người mình có cảm tình thì phải tiên hạ thủ vi cường, cậu có từng nghĩ, cậu không có người yêu không phải do người đẹp bị người ta chiếm mà là do mặt cậu có vấn đề. Trong tiếng bàn tán, toàn thành viên tổ kỹ thuật đều ngừng công việc, sau đó nhìn xem tên và ảnh trong bảng xếp hạng, sau đó ánh mắt hiện lên chút kinh ngạc. Đặc biệt là hai sinh viên nam trong tổ, Trần Văn Tinh và Dương Soái. Lúc bọn họ tiếp nhận công việc của cuộc thi hoa khôi vườn trường vẫn rất kích động, dẫu sao tận tay tham dự chọn ra những bạn nữ xinh nhất trong trường, đứa con trai nào mà không kích động chứ, nhưng bây giờ nhìn thấy bà chủ bọn họ đột nhiên cảm thấy hoa khôi nữ thần ở các khoa đang được người săn đón kia có hơi nhạt nhẽo rồi chỉ là hứng thú nhất thời rồi qua đi ngược lại sau đó còn cảm thấy rất nghi ngờ bà chủ không tham gia cuộc thi sao nếu bà chủ tham gia ai có thể đánh bại cô ấy ông chủ không cho bà chủ tham gia nếu không mọi người còn gì chơi nữa chật 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 mỹ nữ giấu trong nhà à suốt ngày ngoài miệng nói là yêu đương chó cũng không thèm bụng thật xấu mà người làm ông chủ bụng đều xấu mấy hôm trước tôi nghe mấy người trong học viện tài chính nói ông chủ nuôi một cô người mẫu ở ngoài trường ôi mé có chuyện này thật à quá chó đi phản ứng của tổ nội dung và tổ kỹ thuật không khác nhau là mấy thậm chí còn có cảm giác mất mát dữ dội hơn vì sao hả bởi vì bọn họ vừa phỏng vấn xong nữ thần của các khoa đang tập hợp để viết một mẫu truyện nhỏ cho họ dùng văn phong hoa mỹ các kiểu các kiểu chém gió cái gì mà làn da đàn hồi ngũ quan khuynh quốc khuynh thành con ngươi linh động lấp lánh nụ cười như ánh dương chói lọi kết quả nhìn thấy bà chủ ở đây hỏng bét vô nghĩa quá không muốn làm nữa lộ phi vũ của tổ nội dung đẩy bàn phím cảm thấy sống hết thú vị rồi đổng văn hào quay đầu nhìn y còn muốn lấy tiền lương không cái kia tất nhiên phải lấy chứ thế thì làm việc nhanh lên bàn tay của lộ phi vũ cứ quanh quẩn trên bàn phím không được, nữ thần của mình mất phi tơ rồi, không chém gió được nữa làm sao đây, cậu đang viết cho ai? Đổng Văn Hào ngó sang máy tính của y, đây, liệu y y khoa văn học, lúc bắt đầu chém gió còn hăng hái lắm, cái gì mà quốc sắc thiên hương, đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu, nhưng bây giờ chém gió hết nổi rồi. Không đẹp bằng bà chủ mà còn bầu chọn làm hoa khôi, đây chẳng phải là nói dối không chớp mắt sao, không chém được cũng phải cố gắng chém đừng có ôm nặng tư tưởng của mấy tác giả văn học thời này tiền tài còn hơn tài hoa đấy lộ phi vũ méo miệng tay gõ hai chữ tuyệt mỹ sau đó lại xóa đi rồi lại gãi đầu đổi sang hai từ thanh tú hết cách rồi trước khi bà chủ xuất hiện y còn có thể gắn cho những nữ thần này hai từ tuyệt mỹ nhưng khi bà chủ vừa xuất hiện tất cả những nữ thần này chỉ có thể gọi là thanh tú mà thôi sự yêu ghét của sinh viên nam, đơn thuần và rõ ràng như thế đó. Đến buổi chiều, Tào Hinh Nguyệt vẫn chưa đến, nhưng ngoài cửa phòng 208 đã đến thêm mấy hộ kinh doanh ở quảng trường tiến lên, nghiêng đầu nhìn vào văn phòng, ánh mắt tràn ngập vẻ hiếu kỳ. Nói thật, mấy ngày nay lượng khách hàng của tiệm trà sữa hỉ điềm quả thực quá nhiều, có những lúc còn xếp hàng sang tận cửa nhà khác, trong tình cảnh này, những hộ kinh doanh xung quanh nói không ghen tị chắc chắn là giả đặc biệt là buổi chiều hôm qua, bọn họ nghe nói tiệm đồ ngọc bối lam và siêu thị hoa quả cũng tới đây thuê quảng cáo, còn nhận được ưu đãi giảm còn 80%, thật sự khiến người ta thèm thuồng. Đàm Thanh và Ngụy Lan Lan thấy vậy liền ra nên đón, lôi kéo bọn họ tới ngã rẽ hành lang bắt đầu giới thiệu. Không có cách nào, văn phòng quá nhỏ, căn bản không có chỗ làm phòng khác, các cô đành phải ra hành lang làm tạm một chút. Chào chị, đang trong thời gian có ưu đãi, Tất cả phí quảng cáo đều được giảm còn 80%, không những hiệu quả tốt mà còn rẻ, bút lần hai giảm nửa giá. "Ồ ồ, chị nghe quản lý tiệm đồ ngọc Bối Lam nói phải không, đây là phúc lợi dành riêng cho nhân viên trong công ty, em có thể xin giúp chị, nhưng chị đừng có nói chuyện này với ai nhé, để ông chủ biết được ông chủ lại mắng bọn em." Giang Cần đứng ngoài cửa nhìn một lúc, bỗng nhiên nổi lên tâm tư với phòng 207 bên cạnh. Theo cuộc thi hoa khôi Độ hot của trang web càng ngày càng cao, thu hút càng ngày càng nhiều khách hàng đến mức quảng cáo, nhưng không thể cứ mãi kéo người ta ra hành lang bàn việc được, một chút cảm giác của công ty lớn cũng không có. Thực ra ý là, có thể dùng luôn phòng 207 được chăng? Mấy hôm nay hắn cứ đi qua đi lại tiệm trà sữa và căn cứ khởi nghiệp, mấy lần đi qua phòng 207, biết đây cũng có một phòng học trống, nếu xin dùng chắc cũng không khó. Coi như không đồng ý lén lút đánh một chiếc chìa khóa chắc cũng được. Đang trong lúc tính toán, Tào Hinh Nguyệt từ chỗ rẽ ở lầu hai bước tới, nhìn mấy người đang đứng trước cửa có chút tò mò. Học đệ, các cậu làm gì ở đây thế? Những người này không phải sinh viên đúng chứ, Giang Cần nở một nụ cười cao thâm bí hiểm là những khách hàng tới đưa tiền đấy. Cậu thật sự kiếm ra tiền rồi à? Tào Hinh Nguyệt cảm thấy cực kỳ kinh ngạc hỏi. Học tỷ, cả ngày chị chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương, ngay cả chuyện lớn ở trong trường chị cũng không quan tâm sao? Chuyện cuộc thi hoa khôi ngay cả cá dưới biển cũng biết rồi. Cuộc thi hoa khôi thì chị biết, những lượng truy cập không phải mới khó khăn nhất sao, Giang Cần cũng không tiện giải thích cho cô, thế là đưa tay chỉ vào vòng 207 căn phòng này có thể cho tôi mượn dùng không? 208 không đủ dùng sao? Chị xem, tôi chỉ có thể sắp xếp khách hàng ở ngoài hành lang, nhìn không ra thể thống gì cả, thế nào thì cũng phải là một phòng tiếp khách mà đúng không? Tào Hinh Nguyệt chết miệng, thế này đi, chờ giáo sư Nghiêm quay lại, chị hỏi ý kiến ông ấy thử.